Sau nhiều ngày mưa lớn, nước đã bao vây hơn 100 hộ dân ở xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia. Từ sân vườn vào đến trong nhà, đầu đầu cũng ngập nước và rác thải. Gia đình chị Lê Thị Liên ở vị trí trũng nhất, nên tình hình ngập úng cũng là nghiêm trọng nhất. Cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn khi thiên tai ập xuống quá bất ngờ. Dân làng ở trên đây này đấy, bây giờ nước tiếp xúc lắm đây này, chó gà ở này, người ở bên này là bọn tôi không sống được. Bây giờ nước nôi đây này, bão lụt ở chỗ đâu, bão lụt ở chỗ đây, chứ bão lụt ở đâu. Do nước lên nhanh, người dân không kịp sơ tán đồ đạc, nên nhiều vật dụng có giá trị trong nhà đã bị hư hỏng. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại càng trở nên thiếu thốn đủ đường khi trong nhà không còn gì. Còn cái chúng tôi gọi là bây giờ thậm chí mì tôm không có cái mà ăn mì tôm, bây giờ là phải đi ăn mì tôm tôm sống mà không có nơi nấu mà bát đũa còn trôi hết rồi. Đợt mưa kéo dài giữa tháng 7, mùa hè ở vùng chảo lửa Tĩnh Gia được xem là rất bất thường trong hàng chục năm trở lại đây. Lượng mưa có nhiều điểm lên tới hơn 400mm, đã gây ngập úng cục bộ ở 14 khu vực dân cư với khoảng trên 400 hộ dân. Tình hình này sẽ còn kéo dài khi bão số 3 đang tiến sát vào đất liền. Sau đợt hạn hán kéo dài, ít có người dân ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa lại nghĩ có ngày họ phải đối mặt với đợt ngập lụt trên diện rộng như thế này. Hàng trăm hộ dân đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất khi mà bị nước lũ bao vây trong suốt một tuần qua. Nước uống, lương thực, thực phẩm đang bị ngập chìm trong nước. Trong khi đó, những khó khăn vẫn đang tiếp tục chồng chất khi bão số 3 đang sầm sập vào bờ. Tính đến lúc này, thiệt hại lớn nhất trên địa bàn huyện Tĩnh Gia đều gây ra bởi mưa lớn. Hơn 3.600 hecta lúa và hoa màu đã bị ngập trắng, hàng trăm hecta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, gây thiệt hại nặng nề cho người nông dân. Tuy nhiên, công tác ưu tiên lúc này đối với địa phương là phòng chống và ứng phó với diễn biến của bão số 3. Trong cái mục tiêu của phương án thì có hai cái địa bàn mà cần phải quan tâm. Đó là vùng trũng của Anh Sơn, vùng cửa xả lũ của Các Sơn, vùng bảy triều cửa lạch là Hải Hà, Nghi Sơn, Hải Bình, Hải Thanh, Hải Châu. Trong cái phương án di dân thì cái hình thức di dân thì địa điểm tập trung nhân dân là tại công sở, ủy ban nhân xã, trường học. Mấy ngày hôm nay là Thanh Hóa có mưa to, rất to, có những nơi đã mưa gần 400mm và ảnh hưởng của bão số 3 sẽ tiếp tục mưa lớn nữa. Cho nên là chúng tôi đã có cái phương án sơ tán di dân ở các cái vùng có lũ quét, ở các vùng sạt lở. Đây là hai cái trọng điểm. Còn cái trọng điểm thứ ba nữa là phải tiêu úng để bảo vệ toàn bộ cái diện tích lúa mùa. Bão số 3 được dự báo là cường độ không quá mạnh. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là sóng biển dâng cao va chung với kỳ chiều cường. Song song với việc khắc phục hậu quả mưa lũ từ áp thấp, thì điều tiên quyết với địa phương này là sơ tán toàn bộ các hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn trước đợt thiên tai kép mang tính cực đoan này.